Bạch Đại Đức từ bi minh chứng, cả xa này dân cúng tăng ni, xin Ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn hóa bình an. Tu tâm dường tánh mọi bề, tham sân đoạn tuyệt Bồ Đề đến nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Vị Chủ, Hòa Thượng, Thượng Tọa Chủ Trì, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni Sư và Ni. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Hợi, Thiền viện Minh Quang Sydney được long trọng tổ chức lễ dân y cà sa. Giờ này đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, hàng đệ tử chúng con kính thỉnh chư tôn đức tăng ni quan lâm chánh điện để chứng minh cho buổi lễ được long trọng và thêm phần viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hướng về kim thân Đức Phật ảnh lễ niệm Phật cầu cho vị. Chào đón tràn trề niềm vui, vui cha mẹ còn hiện đời, nhớ thương cha mẹ xa vời ra đi, lòng con luôn những khắc ghi thờ cha kính mẹ thực thi đạo lành. Mỗi năm cứ gần đến ngày trăng tròn tháng 7 âm lịch và cũng là cuối mùa đông, trời vẫn còn lành lạnh, những cánh hoa đào bắt đầu chớm nở ven đường, hương bay thơm ngát như để chuẩn bị đón mừng xuân sang. Thời gian không ngừng trôi, xuân hạ thu đông bốn mùa tuần hoàn, đó là quy luật của tạo hóa, thiên nhiên của đất trời bao la vĩ đại. Và rồi mùa xuân chánh pháp lại về nơi tâm các hàng đệ tử chúng con, đó là mùa Vu Lan, mùa báo ân cha mẹ. Lễ Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa, Đức Mục Kiền Liên đã cứu mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục, khổ đau, và suốt mấy nghìn năm nay, Phật tử chúng ta vẫn lấy đó làm gương để noi theo. Ngày nay, lễ Vu Lan không còn là những đặc thù riêng của người Phật tử, mà là nghĩa vụ chung thiêng liêng cho tất cả mọi người, từ các thánh hiền đến người thường dân. Đã là con người, ai cũng có cha, có mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của chúng ta. Tình thương của cha mẹ đối với con là thứ tình thương tuyệt vời, không bút nào tả xiết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất. Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa toàn thể quý vị, với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu, truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Hợi, Thiền viện Minh Quang long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan và dâng y cúng dường để đền ơn Tam Bảo, hồi hướng công đức đến Cửu Huyền Thất Tổ, cũng như để đáp báo công ơn cao trọng của những đấng sanh thành. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo sau đây, chúng con xin được phép giới thiệu thành dựng thành phần tham dự đại lễ hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con vô cùng hân hoan và thành kính giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Tăng trưởng Giáo hội Khất sĩ Úc Châu, Viện chủ Tổ đình Minh Quang Sydney, Thiền viện Minh Quang Adelaide, Perth và Brisbane. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hội, trụ trì Thiền viện Minh Quang Sydney. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Dung, tri sự Thiền viện Minh Quang Perth. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Hậu,
đến từ Việt Nam. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Hỷ, Tri sự Thiền viện Minh Quang Adelaide. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Hải đến từ Việt Nam. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Quý Liên đến từ Việt Nam. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Tú Liên, Tri sự Thiền viện Minh Quang, Perth. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Nguyên Liên đến từ Việt Nam. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Điền Liên, Ni chúng Thiền viện Minh Quang, Adelaide. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Thuận Liên, Ni chúng Thiền viện Minh Quang, Sydney. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Liên Thuận đến từ Việt Nam. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Liên, Ni chúng Thiền viện Minh Quang, Brisbane. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hạnh Liên, Ni chúng Thiền viện Minh Quang, Sydney. Chúng con xin cung kính giới thiệu Sa Di Thích Nữ Liên Hân, Ni chúng Thiền viện Minh Quang, Brisbane. Đồng thời, chúng tôi cũng xin trân trọng đón chào các Phật tử khắp nơi đã trở về tổ đình tham dự buổi lễ hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chính thức đi vào buổi lễ, chúng con xin mạn phép được thông qua chương trình như sau. 1. Ổn định đạo tràng. 2. Cung nghinh chư tôn đức quang lâm. 3. Niệm Phật cầu gia bị. 4. Tuyên bố lý do. 5. Giới thiệu chư tôn đức tăng ni. 6. Sơ lược chương trình. 7. Tiết mục múa dân hoa của các em oanh vũ, gia đình Phật tử. 8. Tiết mục múa của các em thiếu nữ, gia đình Phật tử. 9. Lời cảm ơn cha mẹ của các em, gia đình Phật tử. 10. Tiết mục cài hoa hồng. 11. Tác bạch dân y và nghi lễ dân y cúng dường. 12. Đạo từ chứng minh. 13. Hồi hướng chung và cảm tạ. Và 14. Thọ trai và hoàn mãn. Ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử liễu tri. Sau đây, các em oanh vũ của gia đình Phật tử xin được cúng dường chư Phật với điệu múa dân hoa. Xin mời các em. Xin cảm ơn các em. Tiếp sau đây, các em thiếu nữ của gia đình Phật tử xin được dâng lên cúng dường tiết mục múa với tựa đề Gánh Con Gánh Cả Cuộc Đời. Con gánh giao này một đời, con không quên. Xin cảm ơn các em. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, còn niềm hạnh phúc nào bằng khi mỗi độ Vu Lan trở về được cài lên ngực một đóa hoa hồng tươi thắm, để biết rằng mình diễm phúc còn có mẹ ở trên đời. Bởi tình thương của mẹ dành cho con quá đỗi lớn lao, không gì đo lường được. Mẹ là Phật, đại nguyện hóa thân. Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước, nước chảy vô ngần. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng.
Vậy ngay khi còn có mẹ, chúng ta hãy trân quý như một báu vật, đừng để khi vụt mất khỏi tầm tay rồi mới ân hận tiếc nuối. Thật hạnh phúc khi được cài hoa đỏ, bởi mẹ cha còn hiện diện trên đời. Vu Lan về bông hồng đỏ thắm tươi, cài trên ngực cùng nụ cười vui vẻ. Thương làm sao những ai mất mẹ, bông hồng đỏ giờ đây đã nhạt phai. Màu hồng phấn buồn mang mát u hoài, bởi bóng mẹ đã rời xa ta mãi. Nếu một ngày ta trở về tìm lại, mẹ cha ta đã mãi mãi không còn. Một mình ta với tiếng khóc nỉ non, Vu Lan đến, ngực ta cài hoa trắng. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con mạn phép được cài lên chiếc huỳnh uy của quý ngài những đóa hoa hồng tươi thắm, để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha và của mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu tiết mục cài hoa hồng sẽ là một tiết mục rất đặc biệt, đó là những lời cảm ơn từ đáy lòng do các em thiếu nhi của gia đình Phật tử tự viết ra, xin được gửi đến ba mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Tiếp theo đó, Phật tử Huệ Thanh sẽ cúng dường nhạc phẩm bông hồng cài áo trong thời gian các em cài hoa hồng cho Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử. Giờ đây, xin được mời em Mà Ngô và phụ huynh của em Mà cùng bước lên đây ạ. Mẹ của em, ở nhà em có mẹ, bao việc mẹ phải lo. Thức khuya mà dậy sớm, mẹ chăm công việc nhà. Thế mà cứ đúng giờ, mẹ gọi em thức dậy, nhắc gọn gàng đầu tóc, việc nào vào việc nấy. Để em kịp đến trường, mẹ đã sinh ra em, đã vì em vất vả, thương mẹ em thầm hứa, ngoan ngoãn và giỏi giang. Tiếp theo, xin mời em Bê Lê Võ và cũng xin mời quý phụ huynh của em bước lên đây ạ. Mẹ em là người thương em nhất. Mẹ cực khổ đi làm nuôi em. Mẹ em thích ăn đậu hũ. Mỗi buổi lễ trong năm em đều tặng quà cho mẹ. Mẹ em rất vui. Mẹ em nói là mẹ em thích nấu ăn. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Và con chúc mẹ một buổi lễ vui vẻ, vui vẻ và thật hạnh phúc. Con yêu mẹ. Thật là cảm động với những lời bộc bạch rất dễ thương của các em. Tuy lời lẽ mộc mạc đơn sơ, nhưng chất chứa một tình thương dạt dào từ con tim nhỏ bé. Các em đã thể hiện lòng hiếu kính sâu sắc và biết ơn những gì cha mẹ đã hy sinh cho mình. Ngày nay, các em biết viết chữ Việt và nói rành tiếng Việt như thế, cũng là nhờ công lao của các thầy cô đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để dạy dỗ các em. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi xin mời cô giáo của hai em lên đây để hai em có cơ hội để tỏ lòng cảm ơn của mình. Xin mời cô giáo Thúy Oanh. Thank you.
một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, giữa đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đua trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mỹ ngọn ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buồng câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vỗ ly yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đua trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mỹ ngọt ngào. Mẹ là nại chuối buồng câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn mỹ yêu thương cho cuộc đời. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Một bông hồng cho em và một bông hồng xin kính tặng chư tôn đức tăng ni và quý vị Phật tử thân thương. Mời đạo tràng cùng gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang chúng con chia sẻ một ca khúc thật đạo về các buổi cuộc đời do nhạc sĩ Hà Sơn sáng tác.
lại bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm chân giá. Dù anh và tôi ai sáng giàu ai giáng khó, mà ra kiếp con người về với cảnh bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin vượt toán tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bão, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Đời là phù du, ta sống hôm nay không biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vui qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền, trên thế sự nơi chân để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng dám dối tuyệt vời, trên thế sự nơi chân Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chị Huệ Thanh, chị Tâm Như và đặc biệt là các em của gia đình Phật tử đã cúng dường những tiết mục thật đặc sắc, cảm động và đầy ý nghĩa, góp phần viên mãn cho buổi lễ hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay hồi hướng công đức cho các em. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa thân mến, thêm một lần nữa mùa dân y Kasina lại về với tâm người con Phật, tạo nên nét đẹp tâm linh vô giá trên tinh thần chánh pháp. Thu tàn hoa lá đổi thay, đông về gió lạnh hương bay ngát rừng, dân y tự tứ đón mừng ngày xuân Phật giáo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa lễ cầu nguyện đến đây đã được hoàn mãn. Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn đức tăng ni đã thương tưởng chúng con quang lâm chứng minh buổi lễ hôm nay. Kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn toàn thể quý Phật tử gần xa đã bỏ thời gian quý báu về tham dự đại lễ hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đã góp phần cho buổi lễ thêm trang nghiêm và long trọng. Nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ cho quý vị cùng gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và vạn sự cát tường. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban ẩm thực, ban trang trí, ban nghi lễ, ban thư ký, ban âm thanh và những Phật tử đã cúng dường công sức cũng như tịnh tài của mình để góp phần viên mãn cho buổi lễ hôm nay. Xin chân thành tán thán công đức của quý vị. Trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, dù đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sai sót, ngưỡng mong chư tôn đức và quý vị niệm tình tha thứ cho. Giờ đây, xin mời ban nghi lễ chuẩn bị trang nghiêm để cung thỉnh chư tôn đức hồi liêu, nghỉ giải lao và thọ trai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca